Bạn đang cần tiền nơi thật uy tín để Blink Mobile giá rẻ chất lượng thì hãy nhớ qua somoviet.vn của Mobile nha. Chương trình xả kho giá sốc và siêu khuyến mãi đặc thể, đặc biệt nhân dịp Halloween thì shop của mình có nhiều sự kiện cực kỳ hot đấy anh em ơi. Anh Bumba ơi, có cách nào để dùng ngộ khủy đi top chiến thắng Omen không? Cái này cũng hơi khó nha. Thực sự rất là khó luôn. Nhưng mà khó thì tao ló cái khôn. Ô Việt sẽ chia sẻ với anh em những cách có thể dùng ngộ khủy chiến thắng Omen. Let's go thôi. Cách đầu tiên là anh em hãy hạn chế, không trao đổi chiêu thức và không đánh nhau Omen, mà mình hãy di chuyển sang mid, rồi di chuyển xuống lên rồng hỗ trợ team, ganh hỗ trợ team nhé. Bởi vì con gỗ khỉ này anh em đi top cầm tốc biến ý, làm vết mạng cũng rất là tốt luôn. Đây này, các bạn giao tranh chờ đợi thời cơ để vết mục tiêu yếu máu nha. Ơ kìa, ủa cái gì vậy anh em ơi? Gõ nãy giờ là gõ gãy cả gậy rồi mà không chí mạng phát nào luôn. Thế cái dã man đấy này. Trời ơi, đang gần chiều cuối đã bị đẩy ra chứ, đã đen còn thôi. Như vậy cách của mình fail rồi. Thực sự ý tưởng là hay, nhưng mà nếu để lộ hên ý, thì mình chắc là có 1-2 mạng. Nhưng mà nó đen, ô vì đầu game nhân phẩm lắm anh em ơi. Khi mà chúng ta không có được chí mạng thì chúng ta rất là phế đầu game. Ok, thử đường cho mình nha. Ở đây mình di chuyển cũng khá là ngon rồi, nhưng mà team bạn lại lợi hại hơn. Và team bạn cũng hên hơn, thế ra team bạn có lợi thế hơn. Omen này qua cướp được cái bùa đỏ của bạn Lữ Bố. Đấy, bây giờ có thêm mạng của Adapter anh em ơi. Kèo của mình sẽ khó hơn, giấy thì khó. Làm sao mà chúng ta thắng được đây hả? Thực sự quá khó cho Omen rồi. À không, cho ngộ khỉ rồi. Omen yếu máu rồi. Chắc là biến về anh em ơi, chứ không có ở lại đâu. Ở lại mình lấy được mạng là ngon nhé. Thôi cứ farm đi anh em ơi. Đến cách thứ hai, vẫn là farm và các bạn tránh giao tranh với Omen, nhưng các bạn sẽ gọi hội hoặc là anh em kết hợp với hội để có thể hội đồng Omen. Đấy, trước hết tránh Omen cái đã, không cho bạn ấy kéo nha. Kéo cho một chúng là anh em sẽ bị xích trừ của đó. Anh em dùng cất đầu vân, dùng tàng hình để lấy chiêu của Omen nha, giữ khoảng cách để có thể là không bị xích. Rồi bây giờ cơ hội lớn cho mình này, nếu mà Kira lên này thì ngon. Có đấy, trời ơi, lợi thế đây rồi. Nhìn rõ rệt đây là lợi thế để mình có thể chiến thắng Omen nha. Bởi vì Omen lên bảng đánh số cùng với Kira, mà bộ 3 DSB mid thì bạn đang ở phía lên đồng ở mid. Thế thì mình sẽ cao thủ không bằng tranh thủ này, mình sẽ lấy được cái trụ đường top anh em ơi. Sau khi có trụ đường top rồi mình sẽ đánh cực kỳ dễ. Bởi vì khi đó là chuyển sang cái giai đoạn mình sẽ đảo lên được nhiều. Và khi mình đảo lên được nhiều, mình sẽ có nhiều cơ hội để vét mạng và để farm nhiều hơn. Và khi ngộ khỉ có đồ rồi thì rất khỏe và hoàn toàn có thể bắt được chủ lực team bạn. Thực ra thì chất tướng của mình là sát thủ, mình chơi kiểu sát thủ thôi. Còn chất tướng Omen là chất tướng kiểu đấu sĩ, đẩy đường, khống chế, hỗ trợ team. Thì mình phải né cái điểm mạnh người ta ra, mình phát huy cái điểm mạnh của mình. Chơi ngộ khỉ là phải bắt 3D nha anh em ơi. Solo là mình không có solo được đâu. À, gì mình kìa. Cắt câu nha em ơi. Nhưng mình không cho áp sát nha. Viêm cấm bị áp sát. Áp sát là đi luôn ấy em ơi. Ở đây chạy qua mít rồi. Mình đọc được hướng di chuyển của bạn đấy mà. Và anh em phải đọc được hướng di chuyển của Omen nha. Omen đang chạy đường sông xuống này. Đấy, biết ngay mà. Ôi, ôi thôi anh Omen ơi, chạy, ôi mày quá anh em ơi. Cái tàng hình bây giờ nó chạy nhanh né được chiêu cuối của Omen. Thì bây giờ mình có cơ hội mình quất luôn. Rồi mình có lợi thế ô lũ bố kìa. Một phát chí mạng, hai phát chí mạng, ba phát chí mạng. Trời ơi, vẫn chưa đủ kìa. Hai lũ bố ơi, bạn đấy hết chiêu kìa. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Gõ, đấy, bây giờ ông chủ ba hết. Chuẩn bị anh em, chuẩn bị nha. Đợi, tốc biến đi, gõ lại, ơi, đứt chú lại, gõ. Trời ơi, đây là cao thủ, không bằng tranh thủ đấy anh em ơi. Lợi thế tiếp, thêm một cái trụ nữa này. Đấy, anh em thấy chưa, chỉ cần các bạn né được chiêu cuối của Omen là anh em hoàn toàn có thể quay lại đập Omen ngay lập tức được.
Bởi vì thực ra trận này Omenti bạn cũng không phải lên đồ counter mình, chứ bạn đấy lên đồ thủ đầu tiên ý là mình khó chơi đấy anh em ơi. Đây thanh niên lại lên đồ tấp đánh, cái build đồ chắc là cực không cần chỉnh ốm em. Thế thì mình lại có cơ hội dễ chơi nha. Thực ra thì nếu mà mấy bạn mà chơi đồ counter là mình rất là khó chơi. Khó lại còn khó hơn ý anh em ơi. Nhưng người ta không chơi counter, người ta thích chơi dam thì mình sẽ có cơ hội để mình đập được Omen đấy anh em ơi. Vừa rồi là mình thắng được một cái pha mà bạn ấy xích chiêu cuối hồn nha. Nếu bạn ấy xích chiêu cuối trúng rồi thì làm thế nào để thắng đây? Cái cách duy nhất là các bạn out tiền Omen mới thắng được và kiếm Muramasa nha. Ơi Kida là Kida đấy. Ơi hơi hơi sớm anh em, thôi rồi xong lại còn kéo đấy thế này, thôi thôi vội quá anh em ơi. Thứ dụ có đấy mình vội quá nha. Sai anh, sai ở mình, sai mình. Thôi bỏ đi Richter, đợi mượn, tới mượn rồi. Trận đầu vẫn còn căng bởi thực ra chất lượng thì bạn lấy game rất khỏe với bộ đôi Didac và John. Hai con đấy đi chung với nhau cũng khó lắm anh em ơi. Khó cho ngộ à. Bởi vì mình chỉ cần bị choáng thôi là mình đi à. Còn Doshi nữa anh em ơi. Omen mà đi chung với team cũng cover John tốt phết đấy anh em ơi, không phải đùa đâu nha. Còn Kida thì bắt sát thủ, bắt AD cho mình rồi. Không sợ Kida đâu, Kida mình rõ hai phát lên bản đề số thôi. Omen này cao này. Chết luôn. Uầy, ghê thế nhờ. Trâu dã man ý anh em ơi. Đấy. Thực sự ý. Đã 2-1 rồi, nhiều lúc bạn đã bật chiêu 2 lên được quá là ghê luôn. Ơ kìa, cái xíu máu xích người ta chi vậy hả? Ui, quả này mình phải đập Kida, anh em thấy chưa, Kida không có cửa đánh mình đâu. Rồi, làm cái gì vậy? Đến tới Omen nha. Ui, cùng tới kìa anh em ơi, tiếc quá trời luôn à. Của đấy xíu xíu nữa thôi là gõ được double kill rồi. Mà đấy chắc là về anh em ơi. Cơ hội quá lớn rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ cướp rừng, sau đó giãn cách vàng so với Omen. Nói chung thì chúng ta vẫn có cơ hội để chiến thắng Omen đúng không anh em ơi? Quan trọng là anh em chơi có đúng cách hay không thôi. Và anh em muốn biết cách để đối đầu những kèo khó thì các bạn nhớ comment bên dưới để Vô Việt chia sẻ với anh em cách nha. Và anh em muốn chơi tướng cho game Global thì nhớ. Rồi, chơi luôn kìa anh em ơi, một bé, hai bé, đấy, vụ tới là anh em phải xử lý luôn. Kìa, quá tuyệt vời luôn nha. Anh em nhớ comment ý tưởng và cái phong cách anh em muốn Mô Việt chia sẻ thì các bạn nhớ comment nha. Anh em nhớ like clip, anh em chưa đăng ký kênh ủng hộ Mô Việt đi anh em ơi. Và hiện tại anh em chưa có link chơi game cùng bạn bè thì shopmoviet.vn đang xả kho giá sập sàn luôn. Nói chung là lấy vốn thôi. Anh em nhớ đến shop mobileviet.vn, link shop phần comment game hoặc là mô tả video clip Mô Việt nha anh em ơi. Tí bạn đang chạy xuống đang Sisa này. Tào bỏ anh em ơi, Sisa này. Ôi, cùng cái hết rồi anh em ơi. Bạn ấy chết và vẫn ăn được Sisa kìa. Rồi, như mình có quả double kill. Ngon. Đấy, quan trọng nhất khi chơi ngộ khỉ thì ngoài cái việc là các bạn combo thì thực sự đi top chúng ta phải di chuyển còn tinh ý hơn cả đi rừng ý, thì các bạn mới phát huy sức mạnh được. Và cũng phải farm kinh hơn rừng nữa. Bạn đấy đâu chẳng ôm trụ à? À không, máu vẫn còn đầy nguyên ý. Thôi thế thì mình không ăn được đâu. Phàng mới đã anh em ơi. À quay lại phàng con này đã. Omen đang di chuyển xuống nha, té luôn. Đấy, chậm chân một tí thôi là bị xích anh em ơi. Ghê lắm, không có đùa đâu. Bây giờ đến giai đoạn bắt John anh em ơi. Gọi này bạn ta không chạy luôn. Bắt John nhá, phải bắt được John thì mới win được. Ơ kìa, cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Trời ơi, đùa với anh Ngộ. Anh Ngộ không có vui tính nha. À không, anh Ngộ vui tính nhưng không dễ dãi nha. Lên luôn anh em ơi, lên luôn. Gõ to đầu. Cái kiên của bạn chắn tứ khác nhưng không chắn được Ngộ khỉ đâu. Rồi, win GG lúc cài đặt thôi anh em ơi.
Blank rồi nha, một đồ nữa là full rồi. Đẩy đẩy lính lên nào. Ít nhất phải lấy một đường đi chứ. Áp lực hai đường này. Ôi, sao lực bố lại về. Thôi thôi thôi, bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Đánh chắc thì lực bố cũng được anh em ơi. Nhưng mà cơ hội vừa rồi có thể lấy được một trụ ấy, một đường ấy. Tiếc quá. Hiện tại thì với lượng đồ của mình thì có thể đập được Omen, nhưng mà Omen phải hết chương 2 cơ thì mình mới đập được bình sốc đam được. Vẫn là cần rất nhiều thứ để chiến thắng Omen chứ không phải là việc chúng ta mỗi cái. Ôi ôi hay nha, chơi bạn luôn, quất bạn luôn. Ôi một máu kìa anh em ơi, thực sự là hú hồn luôn. Quất ra map đường giữa chịu xích luôn. Ô mẹ đánh trước nha, xích trước nha, vẫn đập được win. Cái này là bởi vì mình out tiền anh em ơi, out mấy cắt tiền cơ mà. Không phải đích mỗi một đối thủ thôi anh em ơi. Giày hậu vệ và cái mình nghĩ là bạn đấy nghĩ là một cái giày hậu vệ và cái giáp thống khổ đã đủ rồi. Nhưng mà không ngờ là Ngộ đập đau quá, bởi vì Ngộ có kiếm ra Avanza của anh rồi. Chứ không là thua nha. Thực ra ô mẹ lên đồ chuẩn thôi, chứ không phải lên đồ khắc chế mình. Càng ngon được chơi game anh em ơi. Các bạn đấy lên toàn thủ thôi, chắc là mình đi không cách nào có thể đập được. Ok ok. Bây giờ chúng ta chỉ bị lúc lùng bắt AD nha. Đại thần quang rất là quan trọng trận đấu này. Đại thần quang chúng Zon là Zon bay màu. Và khi Zon bay màu là chúng ta win chắc. Đâu anh em ơi, thử solo phát lửa với Omen nhỉ. Đây đây, hai phát. Ôi yếu luôn rồi, yếu luôn rồi. Chưa kịp làm gì đã bị mình gõ cho ớt kìa. Này làm gì vậy, kéo ai vậy bạn ơi. Đến được bạn Rosie nha. Ui ui ui, cái gì vậy. Lag à, không lướt lên được anh em ơi. Thôi phải lấy trụ đi, còn chờ gì nữa nhở. AD đi đâu vậy, AD ơi. Ôi dồi ôi anh AD, quay lại và phá trụ bạn ơi. Điều qua bạn ấy lại chạy tít đi đầu ấy, chứ đứng đây bắn thì bạn yếu máu rồi, lợi thế rồi. Thôi đừng giữa lấy trụ đi. A à, đập đầu luôn, đập luôn. Uầy trâu thế nhở. Đi bạn của hai con trâu. A à, lấy được một đường này em ơi. Không té luôn nha. Ui ui ui, để gắt thế nhở. Ơ lại còn anh John thấy đấy chứ. Ôi tốc biến té nha. Ôi bạn ấy cũng tốc biến theo kìa, tôi xong rồi. Không ổn rồi em ơi. Đây là cái sự hy sinh lấy trụ. Mà team bạn cũng dùng rất nhiều thứ để mới đuổi được con Ngộ Khỉ lên bản đến số nha. Chứ không có đùa được Ngộ đâu. Nhưng mà nãy giờ để bạn John farm đấy em ơi. Và thực sự thì trận này bắt John cũng không phải dễ đâu. Mình đổi giày đi nha. Chứ khống chế ghê quá anh em ơi. Full đồ rồi phải đổi giày đi anh em ơi. Chứ chúng ta không thể giữ cái giày Hermes mãi được. Chí sao bà chúa ra rồi. Và đây sẽ là một cái pha quan trọng nhất của trận đấu này anh em ơi. Có phết ạ. Nếu mà chúng ta ăn được chí sao bà chúa thì win luôn. Còn nếu không là thua đi. Đấy là anh em ơi. Đạn thần quang, ơ hay kìa. Ơ ngon rồi. Ơ được, lại còn có xin xà đập nữa chứ. Đây đây đây, ra hỗ trợ mít này. Ngon. Đập luôn, đập luôn. Châu đập lâu cũng chết, 2k9 kìa. Rồi rồi, bây giờ đến lượt bạn Omen nha. Nhưng mà sao lượng bố lại AFK thế kia. Vô game đi bạn ơi, chọn lính trước ra. Đập lính trước anh em ơi. Xích, xích mình nè. Xích nè, xích nè. Xích ta vẫn gõ được. Thế mới là ghê gớm nha. Rồi quan xin xa. Đời đang tới đây. Con này chắc là tí bạn không ai KS được rồi. Mình chỉnh đồ một tí nha. Đổi cái liềm này.
Tập hợp anh em ơi, tập hợp thôi. Ra lấy cái trụ đường giữa một tí máu rồi con Zisa để nó trụ kia là ba đường mega đấy anh em ơi. Ba đường mega thì sẽ dễ thắng hơn, thêm một cờ băng nữa. Đó, ok. Sẽ đổ được hai đồ. Nếu nhanh tay, còn chậm tay thì sẽ đổ được một đồ. Nhiều khi tay nó chậm ý. Ơi không được, gõ vào đấy hai ông tanker để đi luôn ý. Bởi mình bắt được giòn trước anh em ơi. Từ từ nha, để mình tóm giòn. À đây, cơ hội. Chơi luôn. Ôi kìa, chứ không chí mạng kìa. Ôi, là còn bị xích này, còn phải kéo nữa chứ. Thôi đổ một phát, cầu băng trước. Ôi, chuyển con liềm anh em ơi. Ôi, chậm rồi. Ngáo rồi. Ôi rồi. Ơi hôm nay cống tay đổi đồ chậm chạp vãi ca trưởng luôn ý. Thôi win đi anh em ơi. Win đi. Hay. Ba đường mega win đi. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.